Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, năm 2023, kinh tế Việt Nam vẫn trụ vững nhờ tiêu dùng nội địa mạnh. Tuy nhiên, do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, ADB cho rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ chậm lại, chỉ đạt 5,8% trong năm nay và 6% trong năm 2024, giảm so với mức dự báo hồi tháng 4. Báo cáo triển vọng phát triển châu Á của ADB công bố sáng nay 27 tháng 9 cho biết, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng. Theo ADB, các yếu tố chính tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu đến từ bên ngoài. Đó là tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, sự thắt chặt tiền tệ ở một số nước phát triển và tác động từ cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh suy giảm ngoài dự kiến, dự báo tăng trưởng trong báo cáo đã hạ xuống, năm nay còn 5,8%, trước đó dự báo là 6,5% và năm tới là 6%, trước đó dự báo là 6,8%. Tuy nhiên, theo ADB, kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng và dự kiến sẽ phục hồi nhanh trong tương lai gần nhờ tiêu dùng trong nước mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện các hoạt động thương mại. Một số lĩnh vực được dự báo sẽ phục hồi tốt như ngành du lịch và các dịch vụ liên quan. Nông nghiệp sẽ được hưởng lợi từ giá lương thực tăng và dự kiến tăng trưởng 3,2% trong năm 2023 và năm tiếp theo. Mặc dù dự báo tăng trưởng của Việt Nam có sự điều chỉnh giảm so với hồi tháng 4 năm 2023, nhưng mức tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam vẫn đứng đầu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Sang đến năm 2024, với dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức 6%, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Philippines 6,2%. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang được đánh giá là hai khu vực có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư vì giá thuê văn phòng rẻ và mặt bằng bán lẻ cao cấp cạnh tranh trong khu vực. Cùng với đó, tỷ lệ lấp đầy luôn được duy trì ở mức cao. Nghiên cứu của Savills trong nửa đầu năm 2023 cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt đứng thứ 12 và 17 trong số 21 thành phố được nghiên cứu về chi phí khách thuê. Điều này cho thấy giá thuê văn phòng tại hai thành phố này vẫn ở mức cạnh tranh. Thậm chí, giá thuê trung bình đối với mặt bằng hạng A tại Hà Nội trong quý đạt 41,6 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, thấp hơn một nửa so với các thị trường khác như Seoul 97,6 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, Singapore 100,1 đô la Mỹ một mét vuông một tháng và Bắc Kinh 101,7 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn được đánh giá là hai thị trường tiềm năng tại châu Á với tỷ lệ lấp đầy văn phòng luôn ở mức trên cao. Cụ thể, báo cáo chỉ số giá bất động sản của Savills Việt Nam cho thấy trong quý 2 năm 2023 tại Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy của các văn phòng hạng A đạt 82%, hạng B đạt 85% và hạng C đạt 92%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường đồng thời giữ tại mức 92%. Nhu cầu văn phòng được ghi nhận liên tục, phản ánh bởi hoạt động kinh doanh năng động của các doanh nghiệp đi kèm sự phát triển bùng nổ của các lĩnh vực mới tại cả hai thành phố. Tỷ lệ lấp đầy cao cùng chi phí thuê ở mức cạnh tranh đã làm nổi bật sức hấp dẫn của thị trường văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đối với các doanh nghiệp đã và đang tìm kiếm cơ hội gia nhập thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Kết phiên giao dịch ngày 27 tháng 9, chỉ số VN Index tăng 1,4% lên mức 1.153,85 điểm. Đây là phiên phục hồi đầu tiên sau 4 phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, với việc VN Index đang đánh mất gần 73 điểm sau 5 phiên, thì giờ đây nhiều nhà đầu tư đang rơi vào tình huống khó khăn khi lỡ kẹp hàng ở vùng mua giá quá cao. Sau nhiều phiên sụt giảm mạnh, VN Index ngày hôm nay cũng đã có được một nhịp hồi phục. Tuy thanh khoản chưa quá ấn tượng, nhưng đây cũng đánh dấu sự vận động tích cực đầu tiên sau nhiều phiên đỏ lửa. Trong đó, ngành chứng khoán đang là bên thu hút được dòng tiền tốt nhất trong ngày. VND, SSI đều có được mức tăng tốt lần lượt là 5,81% và 6,8%. Theo giới chuyên gia phân tích, một trong những yếu tố chính gây ảnh hưởng mạnh tới thị trường trong những ngày gần đây là thông tin về việc Fed nhấn mạnh chỉ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm sau, thay vì 4 lần như dự đoán. Điều này đã khiến giới đầu tư thất vọng và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không phải là bên ngoại lệ. Ngoài ra, sau một giai đoạn tăng điểm tích cực kể từ cuối năm 2022, thị trường cũng sẽ cần những nhịp điều chỉnh mạnh như thế này để có thể tiếp tục hấp thụ được dòng tiền của những nhà đầu tư chậm chân trong giai đoạn trước. Theo thống kê của chúng tôi thì thị trường đã tăng mạnh từ cái đáy năm cuối năm 2022 cho đến bây giờ là 40%, và trước những cái lần tăng mạnh thị trường sẽ có xu hướng điều chỉnh trong một cái biên độ là 10 đến 15%, và hiện tại thì thị trường đã điều chỉnh được gần 10%, và chúng tôi
đánh giá là những cái lần điều chỉnh như thế này là phù hợp và là những cái điều kiện tốt để mà thị trường có thể đạt được những cái mốc cao mới. Tuy những nhịp điều chỉnh mạnh đều là cơ hội phù hợp mua vào cho những nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng tiền lớn, nhưng trong khi thị trường đang thiếu vắng những thông tin hỗ trợ, rất khó có thể dự đoán được đâu mới thực sự là đáy. Giải ngân tỷ trọng lớn trong giai đoạn này là một điều rất rủi ro nên được cân nhắc. Còn với những nhà đầu tư đã lỡ mua phải vùng giá quá cao, điều cần làm bây giờ vẫn là bình tĩnh hạ tỷ trọng vào những nhịp hồi phục để tránh gây ra những phiên bán tháo diện rộng như ngày 25 tháng 9. Đối với những nhà đầu tư mua ở vùng giá quá cao thì nên theo dõi thị trường ở những cái phiên phục hồi mạnh thì có thể cơ cấu tài khoản và bán hạ tỷ trọng để giữ tiền mặt chờ thêm những cái thông tin mới, ví dụ như là báo cáo tài chính quý 3 sắp tới. Dưới những biến động mạnh trong nhiều phiên trở lại đây, nhiều chuyên gia cho rằng điều cần làm bây giờ là chờ đợi cho xu hướng giảm điểm kết thúc. Với một thị trường đang được hưởng lợi từ việc lãi suất thấp, những nhịp điều chỉnh như thế này thường sẽ không kéo dài lâu. Đặc biệt vào giữa tháng 10 tới cũng là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3. Đây được kỳ vọng là một yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư chọn được cổ phiếu có tăng trưởng tốt cho danh mục của bản thân. Hiện tại những cái thông tin vi mô đang ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư và sẽ cần phải một thời gian để những cái thông tin vi mô đấy được ổn định trở lại. Đồng thời với đấy thì sẽ có một số cái thông tin tích cực hỗ trợ nhà đầu tư như là thông tin nâng hàng thị trường chứng khoán đã được công bố thời gian gần đây. Thứ hai là những cái báo cáo tài chính của quý 3 vào tháng 10 thì có thể là những cái thông tin hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp hay là những ngành có triển vọng kinh doanh tốt. Chứng khoán hiện vẫn đang được đánh giá là một kênh đầu tư hấp dẫn. Trong vòng một năm tới sẽ còn xuất hiện nhiều điểm sáng như triển khai hệ thống KRX, nâng hạng thị trường. Đây dự kiến sẽ còn thu hút được nhiều vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, những nhịp giảm điểm mạnh như thế này vẫn được xem là một cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư đã lỡ chậm chân trong giai đoạn trước đó. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Agribank đang lựa chọn tổ chức bán đấu giá 4 khoản nợ hơn 307 tỷ đồng, thế chấp bằng hợp đồng thuê tòa nhà trụ sở Tân Hoàng Minh ở 24 Quang Trung, Hà Nội. Đây là các khoản nợ phải thu của Agribank chi nhánh Tràng An với 4 doanh nghiệp đều liên quan tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trong đó đến hết ngày 31 tháng 8, công ty cổ phần đầu tư bất động sản Ngọc Viễn Đông nợ khoảng 81,7 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Bắc Hà nợ 55,4 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thanh nợ 76,2 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Tân Hoàng Minh Thịnh Vượng nợ 94,3 tỷ đồng. Liên quan đến 79 căn biệt thự xây dựng không phép ở khu đất 18,9 ha do nhà nước quản lý mà dư luận quan tâm thời gian qua ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đến nay các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ được 16 căn. Tuy nhiên mới đây, một thông tin gây bất ngờ là Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên bố hủy toàn bộ các quyết định xử phạt, cưỡng chế đối với hai trường hợp đã bị cưỡng chế trước đó vào ngày 9 tháng 11 năm 2022. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến quốc lộ kết nối với phía Bắc Lào và Trung Quốc, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Quốc lộ 279 đoạn Điện Biên, cửa khẩu Tây Trang Điện Biên, tuyến quốc lộ 4H đoạn km 0+000, km 47+00, đoạn km 147+200, km 165+500 và nhánh ra cửa khẩu Apa Chải Điện Biên. Quốc lộ 217 đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thanh Hóa. Theo đề xuất của Cục Đường bộ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.419 tỷ đồng, tương đương khoảng 340 triệu đô la Mỹ. Trong đó vốn vay VKB khoảng hơn 7.500 tỷ đồng, tương đương khoảng 315 triệu đô la Mỹ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có chỉ đạo về kế hoạch đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, theo chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 745 TTGCN ngày 15 tháng 8 năm 2023 và công điện số 782 CDTTG ngày 4 tháng 9 năm 2023. Bộ Công Thương phải kịp thời báo cáo Thủ tướng những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung ứng điện và những vấn đề vượt thẩm quyền. Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng nhà máy tiêu thụ toàn bộ rác đã chôn ở bãi rác Nam Sơn, biến nơi đây thành công viên để người dân hưởng lợi. Thông tin được đưa ra trong cuộc tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Theo đó, thành phố đang xây các nhà máy xử lý rác hiện đại, nghiên cứu lấy rác đã chôn lấp để đốt phát điện.
hiện đã có nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề này. Thành phố sẽ nghiên cứu và triển khai sớm để xây dựng khu vực chôn lấp rác thải thành công viên. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX cho biết, tại hội nghị thường niên năm 2023 của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 năm 2023, Đại hội đồng Liên đoàn đã bỏ phiếu thống nhất kết nạp Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam làm thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới. Sự kiện này là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, góp phần quảng bá, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Các công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX cũng sẽ nhận được những lợi ích tương tự thành viên chính thức. Những năm gần đây, nhờ nguồn vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, người dân tại Đắk Lắk đã có điều kiện đầu tư chăm sóc cây trồng vật nuôi đúng thời vụ. Đặc biệt, người dân không còn phải tìm đến tín dụng đen như trước kia. Đây là dãy mía và keo tràm rộng 28 hectare của gia đình ông Y Tài Nie ở Buôn Pa, xã Chư Prao, huyện Mờ Đắc. Vụ vừa rồi, riêng diện tích mía rộng 8 hectare đã cho thu hoạch gần 600 tấn mía nguyên liệu và bán được giá, nên sau khi trừ mọi chi phí, thu lãi khoảng 350 triệu đồng. Có được thành quả này là do được duy trì nguồn vốn vay, đầu tư từ hơn chục năm qua tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Mờ Đắc. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, người dân chúng tôi mới có vốn để đầu tư sản xuất. Có người vay vốn để trồng mía, trồng cây, có người vay vốn mua bò, chăn nuôi. Cuộc sống của bà con trong buôn chúng tôi đã có nhiều thay đổi, phát triển lên rất nhiều so với trước kia. Còn đây là khu chuồng chăn nuôi bò, lợn của gia đình ông Y Lờ Hu Buôn Giá ở buôn Khuê Mông, xã Ea Bờ Hốc, huyện Chư Quynh. Ngoài ra, gia đình ông còn 1,5 hectare cà phê đang giai đoạn kinh doanh ở khu vực cuối buôn. Mỗi năm tiền thu từ chăn nuôi, trồng trọt khoảng 600 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi phân nửa. Từ lâu nay, chúng tôi nhờ vào nguồn vốn vay của ngân hàng mà phát triển chăn nuôi như nuôi heo, nuôi bò và đầu tư phân bón để chăm sóc vườn cây công nghiệp. Đời sống của người dân chúng tôi ổn định và phát triển một phần rất lớn là nhờ vào nguồn vốn vay của ngân hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Agribank chi nhánh Đắk Lắk, đến hết tháng 7 năm 2023, dư nợ cho vay kinh tế tại ngân hàng đạt gần 17.800 tỷ đồng, tăng khoảng 800 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 4,7% so với đầu năm. Riêng vốn cho các hộ dân tộc thiểu số vay chiếm khoảng 12% tổng dư nợ. Tại Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã cho vay trên 2.000 tỷ số và đến 10.000 dân vay vốn. Thì với nguồn vốn này thì bà con là đã được tiếp cận đến nguồn vốn và được cung ứng đầy đủ để bà con đã phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như là tái sản xuất ở trong các cái hệ thống mà các cái vùng mà đặc biệt đi lại hơi xa thì Agribank đã có là điểm cho vay lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, khác biệt với tất cả các hệ thống tài chính khác, tổ chức tín dụng khác. Nên là cái việc Agribank cung ứng vốn thì đảm bảo hiệu quả và chất lượng để bà con là thuận lợi. Được ví như bà đỡ cho nông dân, dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk đã và đang phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của bà con, đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ ngày 26 tháng 9 đã khởi kiện Amazon với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền, cáo buộc nhà bán lẻ trực tuyến này gây tổn hại cho người tiêu dùng khi khiến họ phải mua hàng với giá cao. Đây là nỗ lực pháp lý mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm vào các ông lớn công nghệ đang chiếm vị thế chủ đạo trên mạng Internet. Cụ thể, đơn kiện do 17 tổng trưởng lý bang đứng đơn tiếp nối cuộc điều tra kéo dài 4 năm về hoạt động kinh doanh của Amazon, cũng như sau các vụ kiện tương tự nhằm vào Meta và Google. Theo đơn, Amazon bị cáo buộc đã sử dụng các điều khoản hợp đồng để ngăn người bán hàng bên thứ ba và người bán chào giá sản phẩm thấp hơn giá đăng trên Amazon. Ngoài ra, đơn kiện cũng cho rằng Amazon đã thay thế các kết quả tìm kiếm có liên quan bằng quảng cáo được trả phí, hướng đến các thương hiệu của riêng nhà bán lẻ này thay vì những lựa chọn có giá thành và chất lượng cạnh tranh hơn.
Hoạt động này cho thấy Amazon và nhiều đại gia công nghệ có xu hướng đã lạm dụng sự thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm, truyền thông xã hội và bán lẻ trực tuyến để kiếm lời trên mạng Internet. Khủng hoảng tài chính kéo dài, thu nhập giảm khiến nhiều người Trung Quốc sở hữu bất động sản ở nước ngoài giao bán với giá rẻ. Làn sóng mua bất động sản cao cấp tại nước ngoài bắt đầu xuất hiện từ giữa những năm 2010, khi những ông trùm kinh doanh như Vương Kiện Lâm, chủ tịch tập đoàn Đại Liên Vạn Đại, đóng vai trò là chất xúc tác thúc đẩy tầng lớp trung lưu thâm nhập thị trường bất động sản ở nước ngoài. Lĩnh vực này hứa hẹn lợi nhuận tăng trưởng nhanh chóng và ổn định. Cũng từ đây, các căn nhà chung cư ở Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản trở thành kênh đầu tư phổ biến của giới trung lưu Trung Quốc, bởi khả năng chi trả vừa phải, khoảng cách địa lý không quá xa. Ngoài nhóm đầu tư, không ít người chọn mua bất động sản để trải nghiệm cuộc sống khác. Tuy nhiên, khi quá trình phục hồi hậu COVID-19 gặp khó khăn, mức tăng trưởng tài sản của các hộ gia đình ngày càng giảm, buộc nhiều người Trung Quốc phải giảm bớt các quy mô đầu tư nước ngoài. Theo khảo sát công bố hôm 19 tháng 9 của Viện Tài chính Tiên tiến Thượng Hải và nhà cung cấp dịch vụ tài chính Charles Schwab, môi trường kinh tế bất ổn khiến số hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu đang bị thu hẹp và họ phải giảm mua hàng hóa xa xỉ. Dữ liệu thống kê trong tháng 8 đang cho thấy sự lạc quan sau khi hàng loạt biện pháp hỗ trợ được áp dụng, nhưng nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang đối mặt với nhiều trở ngại trên con đường phục hồi, bao gồm vấn đề niềm tin vào sản xuất và tiêu dùng thấp. Tuy nhiên, khi quá trình phục hồi hậu COVID-19 gặp nhiều khó khăn, mức tăng trưởng tài sản của các hộ gia đình ngày càng giảm, buộc nhiều người Trung Quốc phải giảm bớt các quy mô đầu tư nước ngoài. Một đại lý bất động sản có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông cho biết đang đại diện cho hơn 200 gia đình trung lưu giao bán bất động sản họ đang sở hữu tại nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. Riêng ở Thái Lan, từ tháng 3 đến nay, người môi giới này mới bán được 6 trong số hơn 200 căn chung cư. Một người Trung Quốc đầu tư vào đại dự án Forest City của Country Garden ở Malaysia cho biết, mức giá căn hộ hiện giảm xuống còn 6.000 nhân dân tệ cho mỗi mét vuông, thay vì mức 18.000 nhân dân tệ như ban đầu. Cô và nhiều người đã đầu tư tại đây, đang muốn bán nhà nhưng họ buộc phải tìm khách hàng là người Trung Quốc, bởi tất cả thiết kế và tính năng trong khu đô thị này chỉ phù hợp với cộng đồng người Trung Hoa. Không riêng gì Thái Lan hay Malaysia, các nhà đầu tư bất động sản Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do thị trường chưa tìm được đầu ra. Những người muốn bán tháo sẽ phải chờ đợi, một môi giới cho biết như vậy. Trước đây, những chiếc xe kéo bằng tay ở các khu phố du lịch ở Nhật Bản chỉ do nam giới kéo. Tuy nhiên giờ đây đến Nhật Bản, bạn sẽ thấy những người phụ nữ cũng làm công việc kéo xe. Vì sao họ lại chọn công việc nhìn rất vất vả này? Chậm rãi và cẩn thận nâng càng xe rồi kéo đi trên đường phố Tokyo, cô Yuka Akimoto đưa khách đi ngắm cảnh ở khu phố cổ Asakusa, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Nhật Bản. Akimoto là một trong số ít nữ phu kéo xe ở Tokyo. Không chỉ đưa đón khách du lịch, cô còn giúp họ hiểu về văn hóa Nhật Bản. Tôi là Yuka Akimoto. Tôi làm nghề kéo xe được 2 năm rưỡi rồi. Mọi người thường nghĩ kéo xe là công việc dành riêng cho nam giới, nhưng tôi nghĩ đó là một công việc tuyệt vời mà phụ nữ cũng có thể tham gia. Mỗi ngày tôi đều làm việc với nụ cười tươi. Đây thực sự là một công việc thú vị. Kéo xe tay vốn là một nghề truyền thống, thường chỉ có nam giới làm, nhưng hiện nay số lượng nữ kéo xe đang tăng lên. Tại Tokyo Rickshaw, dịch vụ xe kéo nơi Akimoto làm việc, gần 30% trong số khoảng 90 người kéo xe là phụ nữ. Cô gái 22 tuổi, cao 1m55 này đã nhận được lời mời làm việc tại Tokyo Disneyland. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm hỏng kế hoạch của cô. Cô phải tìm kiếm một công việc mới trên mạng, sử dụng từ khóa công viên giải trí và cô đã phát hiện ra nghề kéo xe. Sau khi được nhận vào làm, cô đã trải qua 4 tháng đào tạo nghiêm ngặt, trong đó có cả việc học cách kéo xe, loại xe có thể nặng tới 250 kg. Nhưng tới giờ, sau 2 năm, cô tự hào khi trở thành một tay kéo có kinh nghiệm. Đối với Akimoto, thách thức lớn nhất là phá bỏ định kiến về phụ nữ. Tôi không có kinh nghiệm chơi thể thao nên thời gian đầu, việc kéo xe đối với tôi cực kỳ khó khăn, chẳng hạn như tuột tay khỏi càng xe và có nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Còn giờ thì tôi đã thành thạo nghề. Tôi thực sự thích nói chuyện với khách hàng, chụp ảnh cho họ và hướng dẫn họ đi tham quan. Tôi muốn tiếp tục công việc này lâu nhất có thể. Trong trang phục truyền thống, Akimoto và những người bạn kéo xe của cô đi bộ hoặc chạy trung bình 20 km mỗi ngày, bất kể thời tiết nắng mưa. Ngoài thể lực dẻo dai, người kéo xe còn phải có kiến thức sâu rộng về Tokyo, duyên dáng, ăn nói lưu loát và biết cách di chuyển an toàn trên những con phố đông đúc. Ban đầu tôi không tin cô ấy có thể kéo được mình, nhưng cuối cùng tôi rất vui khi thấy những người phụ nữ thành công với công việc này.
woman succeed in this job. Hiện số lượng nữ kéo xe tại Tokyo Rickshaw đang tăng lên đều đặn, từ 4 lên 25 người chỉ trong 4 năm qua. Hiện tại chúng tôi có khoảng 25 nhân viên nữ và chúng tôi cần phải tăng nhiều hơn nữa. Chúng tôi đang có 90 người kéo xe, nghĩa là phụ nữ chỉ chiếm chưa đến một nửa. Trong tương lai, tôi muốn tạo ra một nơi mà phụ nữ cảm thấy thoải mái khi làm việc và đóng vai trò tích cực. Giống như các đồng nghiệp nam, những người phụ nữ kéo xe sử dụng mạng xã hội để thu hút khách hàng, có khách quen và thậm chí là cả khách nước ngoài. Thu nhập thường khoảng hơn 1 triệu yên một tháng, gấp 3 lần mức lương trung bình trên cả nước. Chính quyền Bali, Indonesia cho biết số tiền thu được từ khoản thuế 150.000 ruby tương đương 10 đô la Mỹ mỗi người đánh vào tất cả khách du lịch nước ngoài bắt đầu từ năm tới sẽ được sử dụng cho các chương trình quản lý chất thải và bảo tồn văn hóa tại Bali. Với việc cải thiện các chương trình quản lý chất thải và bảo tồn văn hóa nhờ nguồn tài trợ bổ sung từ thuế du lịch, Bali có thể duy trì vị thế là điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới về môi trường và văn hóa. Quyền thống đốc Bali Mahendra Jaya trong cuộc gặp với Thư ký Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Niwayan Giriania ở Denpasar cho biết chính quyền địa phương sẽ sử dụng số tiền thu được từ thuế du lịch cho các hoạt động bảo tồn và phát triển Bali. Bảo tồn văn hóa cũng là một phần quan trọng khác của du lịch Bali vì văn hóa Bali là một trong những yếu tố quan trọng thu hút khách du lịch. Với việc cải thiện các chương trình quản lý chất thải và bảo tồn văn hóa nhờ nguồn tài trợ bổ sung từ thuế du lịch, Bali có thể duy trì vị thế là một điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới về môi trường và văn hóa. Thư ký Bộ Du lịch Kinh tế Sáng tạo Indonesia cho biết bộ này ủng hộ quyết định áp thuế du lịch của Bali và sẽ giúp thực hiện chính sách này càng sớm càng tốt. Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của chính quyền tỉnh Bali trong việc sử dụng nguồn thu từ thuế cho các chương trình quản lý chất thải và bảo tồn văn hóa. Kế hoạch áp thuế du lịch đối với khách quốc tế đã được Bali lần đầu tiên công bố vào năm 2019, nhưng không thể thực hiện được một phần vì lý do pháp lý. Theo dữ liệu của chính quyền tỉnh Bali, ít nhất 3,4 triệu khách du lịch nước ngoài đã đến thăm Bali tính đến tháng 8 năm nay. Trong đó, người dân Australia là nhóm khách du lịch lớn nhất ở Bali. Chính quyền dự kiến sẽ chào đón tổng cộng 5,5 triệu khách du lịch nước ngoài đến Bali vào cuối năm nay. Hiện Bali cũng đang thắt chặt các quy định đối với du khách đến thăm hòn đảo sau một loạt sự cố, trong đó khách du lịch không tôn trọng nền văn hóa chủ yếu là đạo Hindu của Bali. Một số quy tắc bao gồm tôn trọng sự thiêng liêng của các ngôi đền, chùa, hình nộm và biểu tượng tôn giáo, mặc quần áo phù hợp ở khu vực công cộng và cư xử lịch sự ở nơi công cộng. Ngày 26 tháng 9, nhật báo Wall Street Journal đưa tin giá trị đầu tư và công ty khởi nghiệp OpenAI của Mỹ đã tăng vọt lên mức 80 tỷ đô la Mỹ đến 90 tỷ đô la Mỹ trong các cuộc đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng. OpenAI là công ty phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo AI đỉnh đám ChatGPT. Theo Wall Street Journal, ước tính giá trị của OpenAI đã tăng gấp 3 lần so với mức chỉ cách đây một năm. Hiện công ty có trụ sở tại thành phố San Francisco này chưa phản hồi về thông tin trên. Microsoft đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào OpenAI, kích hoạt cuộc đua AI giữa các công ty công nghệ. Doanh thu của OpenAI đến từ việc tính phí truy cập các phiên bản nâng cao của ChatGPT và cấp phép công nghệ cơ bản, công nghệ làm nền tảng đối với nhiều ứng dụng cho các doanh nghiệp. Đầu tuần này, OpenAI thông báo đang bổ sung các tính năng hội thoại và hình ảnh cho ChatGPT. Trước đây, tính năng của chatbot này chỉ giới hạn ở việc tạo văn bản. Các ví dụ về cách sử dụng các tính năng mới có thể bao gồm chụp ảnh bên trong tủ lạnh để nhận gợi ý về công thức món ăn hoặc chụp ảnh bài tập toán của trẻ để được trợ giúp tìm lời giải. Theo OpenAI, tính năng hội thoại và hình ảnh sẽ được triển khai cho người dùng ChatGPT Plus và Enterprise trong vài tuần tới. Trong tương lai, những tính năng này sẽ được tích hợp trên các hệ điều hành điện thoại thông minh của Apple và Google. Các chương trình AI tạo sinh đã trở thành tâm điểm chú ý vào cuối năm ngoái, trong đó ChatGPT thể hiện khả năng viết các bài tiểu luận, làm thơ và tạo các đoạn văn bản từ những từ khóa ngắn gọn nhất. Các ông lớn công nghệ Google, Meta và Microsoft nằm trong số những công ty đang chạy đua tận dụng tiềm năng đầy hứa hẹn của AI, đồng thời tìm cách tránh những nguy cơ tiềm tàng từ công nghệ này như phát tán thông tin sai lệch và tạo kẽ hở để tội phạm mạng lộng hành. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, năm 2023, kinh tế Việt Nam vẫn trụ vững nhờ tiêu dùng nội địa mạnh. Tuy nhiên, do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, ADB cho rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ chậm lại, chỉ đạt 5,8% trong năm nay và 6% trong năm 2024, giảm so với mức dự báo hồi tháng 4. Báo cáo triển vọng phát triển châu Á của ADB công bố sáng nay 27 tháng 9 cho biết, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng. Theo ADB,
Các yếu tố chính tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu đến từ bên ngoài. Đó là tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, sự thắt chặt tiền tệ ở một số nước phát triển và tác động từ cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh suy giảm ngoài dự kiến, dự báo tăng trưởng trong báo cáo đã hạ xuống, năm nay còn 5,8%, trước đó dự báo là 6,5% và năm tới là 6%. Trước đó dự báo là 6,8%. Tuy nhiên, theo ADB, kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng và dự kiến sẽ phục hồi nhanh trong tương lai gần nhờ tiêu dùng trong nước mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện các hoạt động thương mại. Một số lĩnh vực được dự báo sẽ phục hồi tốt như ngành du lịch và các dịch vụ liên quan. Nông nghiệp sẽ được hưởng lợi từ giá lương thực tăng và dự kiến tăng trưởng 3,2% trong năm 2023 và năm tiếp theo. Mặc dù dự báo tăng trưởng của Việt Nam có sự điều chỉnh giảm so với hồi tháng 4 năm 2023, nhưng mức tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam vẫn đứng đầu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Sang đến năm 2024, với dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức 6%, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Philippines 6,2%. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang được đánh giá là hai khu vực có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư vì giá thuê văn phòng rẻ và mặt bằng bán lẻ cao cấp cạnh tranh trong khu vực. Cùng với đó, tỷ lệ lấp đầy luôn được duy trì ở mức cao. Nghiên cứu của Saville trong nửa đầu năm 2023 cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt đứng thứ 12 và 17 trong số 21 thành phố được nghiên cứu về chi phí khách thuê. Điều này cho thấy giá thuê văn phòng tại hai thành phố này vẫn ở mức cạnh tranh. Thậm chí, giá thuê trung bình đối với mặt bằng hạng A tại Hà Nội trong quý đạt 41,6 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, thấp hơn một nửa so với các thị trường khác như Seoul 97,6 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, Singapore 100,1 đô la Mỹ một mét vuông một tháng và Bắc Kinh 101,7 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn được đánh giá là hai thị trường tiềm năng tại châu Á với tỷ lệ lấp đầy văn phòng luôn ở mức trên cao. Cụ thể, báo cáo chỉ số giá bất động sản của Savills Việt Nam cho thấy, trong quý 2 năm 2023 tại Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy của các văn phòng hạng A đạt 82%, hạng B đạt 85% và hạng C đạt 92%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường đồng thời giữ tại mức 92%. Nhu cầu văn phòng được ghi nhận liên tục, phản ánh bởi hoạt động kinh doanh năng động của các doanh nghiệp đi kèm sự phát triển bùng nổ của các lĩnh vực mới tại cả hai thành phố. Tỷ lệ lấp đầy cao cùng chi phí thuê ở mức cạnh tranh đã làm nổi bật sức hấp dẫn của thị trường văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đối với các doanh nghiệp đã và đang tìm kiếm cơ hội gia nhập thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Kết phiên giao dịch ngày 27 tháng 9, chỉ số VN Index tăng 1,4% lên mức 1.153,85 điểm. Đây là phiên phục hồi đầu tiên sau 4 phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, với việc VN Index đang đánh mất gần 73 điểm sau 5 phiên, thì giờ đây nhiều nhà đầu tư đang rơi vào tình huống khó khăn khi lỡ kẹp hàng ở vùng mua giá quá cao. Sau nhiều phiên sụt giảm mạnh, VN Index ngày hôm nay cũng đã có được một nhịp hồi phục. Tuy thanh khoản chưa quá ấn tượng, nhưng đây cũng đánh dấu sự vận động tích cực đầu tiên sau nhiều phiên đỏ lửa. Trong đó, ngành chứng khoán đang là bên thu hút được dòng tiền tốt nhất trong ngày. VND, SSI đều có được mức tăng tốt lần lượt là 5,81% và 6,8%. Theo giới chuyên gia phân tích, một trong những yếu tố chính gây ảnh hưởng mạnh tới thị trường trong những ngày gần đây là thông tin về việc Fed nhấn mạnh chỉ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm sau, thay vì 4 lần như dự đoán. Điều này đã khiến giới đầu tư thất vọng và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không phải là bên ngoại lệ. Ngoài ra, sau một giai đoạn tăng điểm tích cực kể từ cuối năm 2022, thị trường cũng sẽ cần những nhịp điều chỉnh mạnh như thế này để có thể tiếp tục hấp thụ được dòng tiền của những nhà đầu tư chậm chân trong giai đoạn trước. Theo thống kê của chúng tôi thì thị trường đã tăng mạnh từ cái đáy năm cuối năm 2022 cho đến bây giờ là 40%. Và trước những cái lần tăng mạnh, thị trường sẽ có xu hướng điều chỉnh trong một cái biên độ là 10-15%. Và hiện tại thì thị trường đã điều chỉnh được gần 10%. Và chúng tôi đánh giá là những cái lần điều chỉnh như thế này là phù hợp và là những cái điều kiện tốt để mà thị trường có thể đạt được những cái mốc cao mới. Tuy những nhịp điều chỉnh mạnh đều là cơ hội phù hợp mua vào cho những nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng tiền lớn, nhưng trong khi thị trường đang thiếu vắng những thông tin hỗ trợ, rất khó có thể dự đoán được đâu mới thực sự là đáy. Giải ngân tỷ trọng lớn trong giai đoạn này là một điều rất rủi ro nên được cân nhắc. Còn với những nhà đầu tư đã lỡ mua phải vùng giá quá cao, điều cần làm bây giờ vẫn là bình tĩnh hạ tỷ trọng vào những nhịp hồi phục để tránh gây ra những phiên bán tháo diện rộng như ngày 25 tháng 9.
Đối với những nhà đầu tư mua ở vùng giá quá cao thì nên theo dõi thị trường ở những cái phiên phục hồi mạnh thì có thể cơ cấu tài khoản và bán hạ tỷ trọng để giữ tiền mặt chờ thêm những cái thông tin mới, ví dụ như là báo cáo tài chính quý 3 sắp tới. Dưới những biến động mạnh trong nhiều phiên trở lại đây, nhiều chuyên gia cho rằng điều cần làm bây giờ là chờ đợi cho xu hướng giảm điểm kết thúc. Với một thị trường đang được hưởng lợi từ việc lãi suất thấp, những nhịp điều chỉnh như thế này thường sẽ không kéo dài lâu. Đặc biệt vào giữa tháng 10 tới cũng là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3. Đây được kỳ vọng là một yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư chọn được cổ phiếu có tăng trưởng tốt cho danh mục của bản thân. Hiện tại những cái thông tin vi mô đang ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư và sẽ cần phải một thời gian để những cái thông tin vi mô đấy được ổn định trở lại. Đồng thời với đấy thì sẽ có một số cái thông tin tích cực hỗ trợ nhà đầu tư như là thông tin nâng hàng thị trường chứng khoán đã được công bố thời gian gần đây. Thứ hai là những cái báo cáo tài chính của quý 3 vào tháng 10 thì có thể là những cái thông tin hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp hay là những ngành có triển vọng kinh doanh tốt. Chứng khoán hiện vẫn đang được đánh giá là một kênh đầu tư hấp dẫn. Trong vòng một năm tới sẽ còn xuất hiện nhiều điểm sáng như triển khai hệ thống KRX, nâng hạng thị trường. Đây dự kiến sẽ còn thu hút được nhiều vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, những nhịp giảm điểm mạnh như thế này vẫn được xem là một cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư đã lỡ chậm chân trong giai đoạn trước đó. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Agribank đang lựa chọn tổ chức bán đấu giá 4 khoản nợ hơn 307 tỷ đồng, thế chấp bằng hợp đồng thuê tòa nhà trụ sở Tân Hoàng Minh ở 24 Quang Trung, Hà Nội. Đây là các khoản nợ phải thu của Agribank chi nhánh Tràng An với 4 doanh nghiệp đều liên quan tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong đó đến hết ngày 31 tháng 8. Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Ngọc Viễn Đông nợ khoảng 81,7 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Bắc Hà nợ 55,4 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thanh nợ 76,2 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Tân Hoàng Minh Thịnh Vượng nợ 94,3 tỷ đồng.